Em xin chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay lại cũng có ít đồ để thu hoạch đó. Thành ra giờ đi vòng vòng, em mời quý anh chị, cô bác và các bạn cùng cha con em đi thu hoạch nha. Đi vòng vòng hái được này kia. Còn mấy trái treo toàn tay lủng lẳng thấy thương quá. Mấy trái sầu riêng cưng lắm bạn ơi. Rồi, giờ mình đi coi có cái gì mình hái đó nha. Để bà mình kiếm kiếm coi đây được ít trái khổ qua gì không. Cái đó nhỏ eo quá, hái luôn hả? Chắc hết rồi bay bên đây. Ồ ba, hồi mình đi hái mấy cái rau dền này đi ba. Mồng tơi rau dền đồ quá trời, bữa nay rau dền nó tốt. Nhưng mà giờ chắc đi hái mấy cái này kia trước rồi hả? Hoành lại hái rau sao hả ba? Tại rau hái sớm nó mau héo hơn bạn. Trời, đi hái mấy cái thứ mà nó không có héo trước. Hồi Hoành lại hồi ba cải nữa kìa. Ba không mấy hồi núm mấy cái cải này lên luôn bay. Bỏ bịch để dành ăn đi. Nè hôm qua con nhổ cái chậu cải này cho nó sạch thấy không? Cho trống mấy cái cây nhãi bún nó lên lại rồi. Rồi bạn ơi, sẵn rồi tới đây. Đậu bắp. Đậu bắp khó quay rồi. Trái nó nhỏ xíu mà nó cong rồi. Giờ phải ngồi xuống kiểu mới nhìn được nó bằng người cái trái nó khó. Trồng gặp quá nó vậy ha. Giờ muốn hái là phải giặt đi hai giờ nữa. Bởi mình làm biến chung đây bạn. Cái lông nó làm mình ngứa bạn. Chỉ chỉa cái mình ớn. Hôm nay mình đâu có hái đâu, bắp làm để bà mình hái. Đó, dạch dạch và dạch tiền. Ồ công nhận tốt cầu ghê mà mới đó nó cầu muốn 1 mét hơn rồi đó bạn. Ghê ha. Công nhận lẻ lớn ghê luôn. Đây là ba thằng này nè. Đây nè, ngồi xuống. Bắt đầu xuống là thấy rồi đây. Chứ mốt của đằng kia rồi nó nhiều nhiều, hái nó mới nhiều bạn. Giờ ở đây trồng trước con lũm ở đây rồi thành ra có được ít trái ở đây thôi bạn. Mất này cũng ngon quá ha ba. Nó nghèo. Bây giờ có khổ qua, hai khổ qua nữa bạn. Cái này được chưa ba? Thôi, hơi nhỏ. Ốc nó bù. Trái nó bự nè bạn. Vậy tính ra là cái trồng lại thì cũng được. Cái hộp trồng lại các bạn cũng được. Nhưng mà không có ngon dữ các bạn ơi. Hay là tại đây mình cũng ít phân thuốc quá. Để chiều rảnh pha một miếng NPK rồi tưới cho nó kìa. Chiều rảnh đó bạn, hồi có còn có cái bịch NPK mà nó chảy chảy chổng á. Pha với nước đi. Tới gốc nó. Đó chắc hết rồi. Qua đây đi bơi. Không có đâu, cải đây nè. Có trái đây nè. Dưới gốc nè. Trái trắng nhỏ dưới gốc đó đó. Ừ. Sao nó có màu trắng đó. Qua đó. Ừ. Được không? Thấy nó bự rồi đó, nó nở rồi. Ở trên này có con trái này, cái này. Thôi, trái nó nhỏ lắm. Ở đây nè bà, tới. Cái này được nè, hái trái này đi. Hết tay nha, đây kè kè kè. Đó, 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 đó. Đó, tới. Đó, ừ, đó, toàn. Thấy rồi ha. Ừ, đúng rồi. Rồi. Nó có mấy trái góc này.
Rồi kìa ba còn đó một trái nữa chắc hết rồi. Đấy, bên đó đó. Trời ơi hết tay rồi. Rồi đó, hay. Thì đứng che cái hết thấy luôn. Rồi. Ồ cái trái này nó nhỏ mà nó già rồi nè ba. Bên đó đó, kìa, trái đó đó. Ừ, trái đó đó, nó nhỏ nhưng mà nó già đó. Đây. Chắc hết rồi. Đây, giờ có được mấy trái bầu vàng, bầu của vàng cũ nha bạn. Nó vẫn còn trái thành ra vẫn để bạn. Đó, đi sao hái đi. Ba cắt đại đi, ba thọt cho nó rớt đại với nước cái mình lụm ba. Đó. Đi bơm nổ luôn. Còn trái đó nữa. Trái đó ngay cái cuốn luôn rồi. Cắt luôn đi cho nó rớt xuống luôn, cải nó rồi lụm luôn. Nằm trên đó không thấy bà, tới hồi trà ná mới thấy bà. Ừ, cỡ đó là vừa ăn, còn đó con trái. Còn đây bầu bình non mới trồng lên nè bạn. Tốt dữ dằn luôn, bò con nè, thấy không bạn? Mướt rượt luôn đó, bắt đầu bò lên rồi nha. Bên đây mướt cũng vậy nữa nè bạn. Thấy gì nữa bà, đây bạn mướt nè bạn. Đó. Bước nó lên này bạn, bắt đầu nó được cái trái này bạn, đó bắt đầu có bước phải không? Cái tắc ngọt trái dài của mình nè bạn, quá trời trái luôn mọi người, tao nói trái gì mà nóng lạnh luôn, mà dưới gốc của trên ngọn nữa nè bạn, trái con quá chừng luôn mà thấy không? Mà mình thì ít có ấy, hả? Này thấy là sẵn hai trái này đi ăn bạn. Giờ hái gì ba? Giờ đi ba mình rủ đi qua hái đậu. Dạ hái đậu bạn. Đậu này trái không dài. Dài chứ. Trái dài thôi chứ. Hái. Cái trái tắc ngọt ngon quá. Mọi người. Mèo quá trời. Nó bông rồi bạn. Trời ơi, mà không biết nó đậu không mọi người, không thấy đậu gì trơn. Quá trời bông mà. Công nhận cái mèo thấy thương ghê luôn á. Chưa thấy bông gì trơn. Trời ơi, cộng đồng nó dài. Dài vậy mà ổng còn chê nó không dài bạn. Đây nè, bên đây nè. Đây nè ba, sao thọt tay bên đây nè. Ôi. Không được đũa gì mà chê bạn quá trời. Nó cũng đang ra lại. Tới đi bà hái đi, tới hái đi. Sót nó già liền. Cái đậu nó mau già. Rồi hái trái này đi. Trái đầu quá kìa. Đấy. Ôi mấy cây đậu bắp nó mập thấy ghê luôn mọi người. Bự quá. Đậu bắp này tương lai cũng trái bự bự không các bạn. Quá trời tốt ghê chưa bạn.
cộng nào cũng lấy bập lúc. Trời ơi, ta đây. Đậu bắp bạn. Dưa leo bạn, một màu xanh xanh ha. Đây là ở phía sau nhà bạn. Trời ơi. Lá mồng tơi. Hái mồng tơi bơi. Trời ơi cái ngõ. Leo lên cây sim của mình nè bạn, sim rừng đó bạn, những đồ hoa sim tím gì đó, tím tình yêu, tím cả đời chờ gì đó, nó đó, mà chưa thấy tím gì chờ, mới là dậm đâu một hai năm nay mà chưa thấy gì chơi, trời ơi, hay luôn như này đó. Có vàng không bắt cá? Ai biết đâu, hồi vô coi coi, lúc về nhà mình không có đồ ăn là câu cá với bìa lên ăn các bạn, ghê lắm, có nuôi mà. Ồ, bây giờ này nó bò coi kìa, bà coi nè. Ngồi xuống dưới gốc coi. Cây mà hái xong là thế nào nó sung ra lá khác nhiều hơn. Cái đọt đó ba hái rồi ha. Rồi. Có mấy trái ớt không? Quên luôn. Hết hai nãy rồi kiếm rồi không có. Ok, gọi vô, sách đi bạn ơi, nó mọc khắp nơi bạn ơi. Ồ, ba mình cắt nguyên cây rau dền các bạn. Sao ba không cắt sát gốc đó, chứ mà để vậy thì nó cũng lên, nó chen cái cây đu đủ nữa. Bỏ nó luôn chứ. Ồ, ba. Quay qua dịch nè, con đem bằng tới nè. Nhổ cải hả? Đó. Nhổ hết mấy cải này bên kia thùng nữa các bạn đó, cải này cải ấy đó nè, bỏ cái đây kìa, hồi vô cái lặt lại bạn. Cái gì ba? Thì bây giờ mình lấy đi cho nó lú đậu lên, chứ mấy chậu kia ngã bún lên rồi đó nè, như mấy chậu này lên nè nè, nó không đó. Lấy gỗ hả, hả? Ra đựng này hả? Bà cắt xích lơ đại, bà cắt chi vì ấy mất công cắt lật lại nữa, tôi cắt bỏ đại ấy. Rồi ấy thì con vô con lấy cái gỗ. Đây. Bà cải vô. Lấy cái gỗ rồi bạn. Cái mồng tơi rồi bỏ vô đây luôn, chút lặt luôn, cắt luôn bạn, tại nó trong chậu, chậu này không để nữa bạn. Cái mai á ba, qua đây nhổ này đi, cắt luôn chậu cải rồi bạn, lớn rồi. Nhổ cho mấy cây ấy cũng mạnh lên. Đây lên nhóc rồi nè, cho nghe búng nó lên đó bạn,
Nè, mấy cây này là mấy cây cải bún các bạn, cái thân nó đã đỏ nè, đó, thấy không? Lên rồi, giờ mình nhổ mấy này đi, đặng cho. Rồi sạch sẽ. Không biết ba. Hồi hỏi bác ơi. Rồi. Đây chậu này nữa. Quên luôn. Kéo khéo rồi. Đây không thấy đường cái nắm đầu kia lên luôn. Để bỏ lại đi, để nhổ nhổ để đó để lát thì cho nhổ. Cây này nè bạn, là cây chó đẻ nè bạn. Ba mình hay nhổ cho người ta làm thuốc đó bạn. Nên để nó lại để nhổ sao. Uống trị gì ba? Máu máu mỡ. Tiểu đường máu mỡ gì bạn? Máu mỡ nha. Máu nhiễm mỡ. Ôi rồi nó lên luôn rồi ba. Lên cây rồi nè, nhét xuống. Nhét xuống đại đi ba, xuống lại lên nè. Nó mới lên nè. Bắt đầu lên mầm lại rồi nè bạn. Rau dền bạn. Nhưng mà mình này mình không ưa, mình bé ngang. Đó. Quá trời luôn bạn, giờ nó mọc rồi nè. Trời ơi, bây giờ nó mọc. Linh thiên luôn mà, mấy này mình nhổ luôn mà. Để nằm trong chậu của mình. Mình không thích. Mốt nó ăn phân che nắng hết bạn, nó bự luôn bạn. Rau dền này bự luôn. Quá trời luôn. Cắt cái đi gốc cái bà nè. Ai biểu nó vô trong chậu con ở chị. Quá xá rồi mà người phải rồi giờ tốt chị thấy nóng lạnh rồi. Hồi qua bên kia đấy bà, rau dền còn mớ trong chậu ở trong kia nữa. Mọc đầy cái chậu của mình luôn bạn. Ưa. Nhổ hết. Cắt gốc nó rồi bạn, gốc này nó bự lắm rồi bạn, nó trụ viết rồi giờ nó lên nữa. Nhóc luôn. Đó, rau dền không mà như đây, còn đâu nói không mà coi kỹ kỹ đi. Nó âm tùm. Rồi hồi qua kia hái rau dệt kia. Giờ đi hái rau má tiếp. Ủa rau gì? Mần tơi tiếp đi. Mần tơi bên đây chắc lúc này cũng ít rồi hả ba. Ủa vậy hái cây ngay đây trước đi. Cái bụi đây nè. Nè bạn. Mọc chung với khổ qua nè bạn. Lá bạch kia nái nè. Mùng tơi hái vô ít có lặt lại lắm bạn. Tại hái sao là non ngon ăn y vậy luôn. Quá trời. Cái lá nó tốt. Cái chen chút chiên khổ qua nó lớn bạn. Lá nó bự nè. Không có đầu chín.
Đọt nó quất hết nhà. Con thấy đọt rồi. Con thấy đọt. Đây bữa ta có cây mận rồi bạn, mới chặt hôm qua bạn. Uổng ghê luôn, trụ cái mận bông quá trời bông của bạn, cái bông nó còn nằm trắng trắng nè bạn thấy không? Đó. Người ta chặt bỏ, uổng ghê luôn. Nhưng mà mình xin được cái gốc đó bạn. Mình xin cái gốc đó mai mốt mà, mình cho bạn mình đem về trồng bạn. Trời ơi, giờ mận tơi đây khó đứng xuống hái quá đây nè. Có thế chỗ đứng các bạn. Đó. Nãy đây bị sắn nè bạn, sắn ngay gốc không, thành ra nay nó cũng không tốt dữ bạn. Rồi, ủa trong đây đám trong đây tốt chút nè bạn, nghe đám mía nè, để con vô đây dạy dạy bước đi. Nè nghe đây tốt nè, ba mình mệt rồi làm biến hái rồi đó bạn. Trời ơi cái mía nó mập bạn ơi, nó mập. Mới chiều ra chặt mía ăn mới được. Nhà này không ai ăn, có mình là bạn. Chặt cái mình gọt cái gốc sẵn, cái mình để chặt hút chặt ngon lạnh, cái mình để trong tủ lạnh đó bạn, trong cái hộp đó bạn. Cái ăn cái mình lấy ra mình ăn ít, cái lần ăn lấy ra mình ăn ít vậy bạn. Mở hộp ra là ăn thôi. Rồi. Cái bụi mía các bạn. Quá trời luôn, để chiều nay rảnh ra mình đánh mấy cái lá nữa bạn. Ủ nên nó lên. Xùm xuê bụi mía rồi bạn ơi. Đặc biệt nhất là hai cây này. Hai cây này là có thể ăn được nè bạn. Quá bự luôn. Lụ các bạn. Trái lụ quá trời luôn nè bạn. Mà chú yếu rồi ra đây hái bồng tơi chứ không phải ấy bạn. Tại sẵn ngang cái lụ phê lụ luôn bạn. Quá trời đọt. Ba mình hái quá trời đọt bên đó kìa. Để mình đứng trong này. Sao mình thấy trong này không có gì ta? Ủa ba sao con thấy trong này nó không có gì á? Trời ơi, nó bu lên mấy cây bông hồng của mình, không còn gì của hết. Ôi, nó bu ra bên ngoài trơn, ba bên trong này không có. Thôi, con hái đằng này. Nè ba. Nè. Ở đây, đây. Ê, trời ơi, má ơi. Xem té. Dưới cái ống nước. Đây có một cái bụi nữa các bạn. Trời ơi, bữa nay nó leo lên cây mai không ơi. Cây mai qua kiển của mình nó leo coi nè. Nhắc mấy bạn không cho leo ạ. Nhắc, cái này là nhắc bỏ. Lá mình lặt được lặt là không được thôi chứ không có cho nó leo ạ. Quay bên đây, trời ngay trái dưa gan. Quá trời trái luôn bạn, dưa gan. Ngoài trước các bạn trái tên đây đừng hỏi tới trái mà thấy bọc kìa. Đây dưới góc nó. Dưới góc nó có một cây mồng tơi, trời ơi nó cũng đu đeo lên. Mồng tơi và mọc khắp chỗ hết. Làm bí nhổ về một chỗ thành ra giờ đi hái phải đi vòng vòng. Mà
sẵn ngay đây mình lại mình phè với bạn dưa lưới của mình đó, trồng dưa lưới nghe bạn. Ba mình nói dưa lưới có bông rồi bạn, đây trong cái chậu đen này bạn, đây đó ba mình đã thấy có bông nè bạn, rồi mới bông được thôi, đây dưa lưới đó cao nè bạn, thấy chưa đó dưa lưới nha, cưng lắm nha bạn ơi. Còn bên kia là dưa leo bạn, dưa leo trồng trước dưa lưới một chút mà bữa nay hả, ồ nó có nó phát được cả. Rồi bạn nhìn bây giờ cái vàng của mình mới ngày nào bây giờ nó cao hơn nữa, gần nửa vàng rồi bạn, ghê thiệt chứ, cả thước rồi, sắp có thu hoạch nữa rồi đó bạn ơi. Đó, xanh mướt mướt luôn đó, dưa gan thì toàn ten rồi lủng lẳng này bạn thấy không đó, đu đủ các bạn, rồi đó coi trái đu đủ kìa bạn ơi, còn đây nè đó bạn, coi cái chậu của mình nè, mình trồng hành nè bạn đó, mà rau giờ nó lên coi kìa đó, bữa nay là nhổ luôn chứ không có không, bây giờ mình cắt ngang trước đi rồi một hồi mình đè mình nhổ nữa sao bạn ơi, để mình sợ nó lên gốc mấy cái cây kia của mình á, rồi khổ qua nó bò nữa nè đó. Nói giờ tại chỗ này là cái chỗ mình hay dục rau củ quả rồi bạn, là tại vì nó phân quỷ được nha bạn, nó sẽ làm phân bạn thì ngay gốc đu đủ nè bạn, bởi như ở đây mình ít cho phân mà cây nó vẫn tốt bạn. Thêm đây là cây mít tú nữ nè bạn, đó đang là mít tú nữ đó bạn, mình ít cho phân nhưng mà nó vẫn tốt vậy bạn, tại vì rau củ quả thừa đó, ở vườn mà bạn mình dục có chỗ đó, hình ra mình dục có một chỗ ngay đó đó thôi, mà giờ nó tốt vậy đó, rồi thành ra người ta nói khổ qua lên, nhiều lúc dưa gan lên, cái gì đó lên được đã lên rồi bạn. Đây sủi nhà nè, ăn xong cũng quăng đó, còn cái trái này là chưa ăn rồi bạn, bữa hái còn bạn. Hái cho nó lùng xuống cái đi, bạn hồi không mình đi nhổ nha bạn. Trời ơi, cái cây này là cây thù lù nè, chứ không phải rau dền. Hồi mình cũng nhổ nó ra trước các bạn, mình nhổ hết trơn thù lù vòng vòng nhà, mình cho cái cô kia cô xin đang cổ cho chùa làm thuốc các bạn. Thành ra mình nhổ một đống ở ngoài bạn ơi, cây nào cây nấy nó mập ha, nó bự ha, mà nó đang có trái nữa bạn, mới vừa có trái luôn mà tại nó tùm quá hết đường đi rồi bạn. Phải nhổ bỏ bớt, mình chừa có vài cây ở ngay cái gốc nào đó mà mình muốn để nó không có ảnh hưởng các bạn thì mình để lại bạn, và đang có ăn. Để đỡ ra đi. Quá xa luôn, còn mấy cái con lên nữa, thấy không? Nhiều thế ghê luôn. Hôm nay chưa không qua trả bà mẹ. Thì giờ để hai ba miếng này qua trả. Ừ, vậy lấy để đồ qua trả bà luôn đi. Là cho qua cho lại bạn hàng xóm các bạn. Như mình có đồ ăn này kia mình cho người ta cho mình lại vậy đó, có qua có lại. Ủa rồi bà hái cải đâu nữa? Hái cải trong cái chậu ấy luôn hả? Cái gỗ ấy luôn hả? Ừ. Đó, cải nữa bạn, đó. Quá trời, giờ soạn rau bạn ơi. Ông mượn rồi kìa. Nhỏ ấp không cho nhỏ ấp bạn, không biết có trống không bạn, bây giờ quá trời chiến dịch luôn, đếm rồi ba. Nó lăn ra mà này mấy trứng nó mới lụm bỏ vô. Vì cái còn đẹp bự dí chứ. Bự không hả? 6 10 trứng. Còn đủ mày. Mò mò ở ngoài á, tôi rớt ngoài không á. Mày để vậy là nó bên ngoài á. Ừ. Rồi thôi đi qua đây đi ba. Nó bạn có đẻ nữa mà nó. Quá trời quá đất luôn. Nãy 10 rồi 14 rồi đó. 16.
18 20 22 24 26 quá trời luôn, 28 con ngày nào con không thấy ba con ấp hết rồi, cũng đẻ rồi nằm luôn, 30 32 34 35 mò xung quanh rồi còn không ba? Nhà nước dưới nguồn lớp nữa nè. Trời ơi, 36. Nó độn lên đó, bữa hổm là một lớp ở dưới rồi nó độn lên thêm đó. Trời ơi, nằm lớp dưới thiệt à. Trời ơi, mấy bạn ơi, nó giấu dưới cột đó. Ôi. Trời ơi. 36 rồi. 38, trời ơi, nó giấu một lớp dưới luôn mà thấy không bạn? Trời ơi, 40. Nó mò đụng dưới này, một lớp dưới này. Trời ơi. 42. Nhắc cái này luôn. Bữa hôm đó chắc nó làm chảy cái ăn trứng này đó, làm đạp bể. 43. Trăm mỗi ngày mỗi lụm chứ đâu có ai để về đâu. Trứng ngắt cái này luôn. Trời ơi. Cái đó là do cái trứng nó bị chảy á bà. Dưới này một lớp nữa. Trời ơi, còn lớp nữa hả? Ừ. Trời ơi, còn một lớp nữa bạn. Trời ơi. Mấy cái con này nó lạ lùng vậy trời. Nó đẻ. Cái nó lấy đồ lắp lên lớp. Là nhiêu rồi ba? 44 mấy rồi? 43 rồi, 44, cái này 45 hay gì? Trời ơi, còn nữa. 46, 47, cái này lớp dưới nữa các bạn, 3 lớp rồi bạn. Mới thấy mấy dịch lạ lùng luôn. Còn dưới này nhắc dưới. Thôi ngồi ra đếm hết cái đường đếm rồi bạn ơi, lộn xộn luôn rồi. Nằm dưới này cái nhắc dưới nữa. Biếu lụm đi để đủ. Trời ơi, còn lớp nữa, bằng lớp lớp này là còn lớp nữa bạn ơi, trời ơi. Ơi, giờ ba mình phải đút đầu vô đây nữa. Đầu có kìa bạn ơi. Để mấy tính như này nó hư cái kìa. Trời đất ơi. Thôi 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 quá trời luôn. Sao mà lớp lớp lan lan như. Trời ơi, bữa nay một cái gỗ trứng. Trời bể tùm lum. Đã bữa hôm con nói nó bể một trứng rồi nó chảy à. Nó giận mà để hoài nó giận. Đồ chơi trứng nó thúi luôn hay vậy ba ơi. Trứng này thúi nè. Đâu mà đã nó dịch nó có trống. Thúi thiệt bạn là thúi con trứng này bạn, thúi quắc nè, nứt nè. Trứng này rửa đây nó bể lum trong mỡ. Kiếm kỹ rồi. Bà mò kỹ vòng vòng chỗ đó đó. Còn cái tiếng này nó thúi không ơi. Rồi để ba mình đút cái lớp gầm mới xíu rồi đó. Trời ơi, nó quặn 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 sao mà nó nằm nuôi 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 ở dưới. Còn mấy bà gà hóng chuyện kìa. Nó ngồi đứng hóng chuyện dòm nó. Rồi cái trứng chú quắc uổng ghê bạn ha. Đúng rồi, không có trống bạn ơi. Bỏ vô đó, thúi rồi. Còn trứng này còn được mà ba ấy gì ba là ba nói trứng này nó bị giữa rồi hả? Còn ba ơi. Còn cái gỗ. Ôi chao. Ôi giời ơi, ôi. Thôi thôi thôi, cái gỗ này bợi xuống đi rửa đi ba. Quá trời cái gỗ. Để ba mình rửa bạn. Còn đây mà. Quá trời quá đất rồi bạn ơi. Bạn ơi, bữa nay bội thu rồi bạn ơi. Trứng vịt bạn. 50 trứng có bạn hơn luôn bạn. Khổ qua, đậu bắp, bầu, đậu đũa, mồng tơi, rau dền, cải bè xanh bạn. Rồi đó coi bữa nay bao nhiêu đây nè bạn, thu hoạch quá trời luôn bạn ơi. Mấy con vịt này nó giấu ở dưới, nó giấu 3-4 lớp ở dưới bạn. Nó đẻ xong lớp đó, cái nó lấy gòm nó đắp lên.
cái nó đẻ lớp nữa lấy gom đắp lên, mình đâu để ý bạn, cái nó đẻ xong lớp nữa đắp lên cho bạn cho mình hòm, mình thấy ít mình không lụm bạn, khôn khí ghê chưa. Trời đất ơi, giờ lụm ra này 50 trứng có bạn, nóng lạnh luôn. Mà mình thấy rồi, đúng là có trứng thúi, có nghĩa là không có trống bạn, thành ra mình không để được bạn ơi. Mình tính để cho nó ấp tại thấy nó lên nó nằm hoài ha. Mà ba mình nói nó không có ấy đâu. Rồi cuối cùng là thôi giờ lụm luôn đó, đó. Rồi quá trời bạn ơi. Rồi mình xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thấy thích tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.